Với mục tiêu nâng cao hoạt động dạy học trong nhà trường và tham gia vào công tác chuyển đổi số trong giáo dục, nhóm nghiên cứu đã tập trung tìm hiểu, đánh giá thực trạng về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu phân tích thiết kế hệ thống, công nghệ và mã nguồn phát triển hệ thống thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu, thu thập, biên tập cơ sở dữ liệu số môn lịch sử lớp 10 theo các chủ đề và bài học. Đối với môn lịch sử thì nhu cầu về việc tìm kiếm một nguồn sử liệu để phục vụ giảng dạy rất cấp thiết. Do đó cho nên là nhóm chúng tôi đã thực hiện việc xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu môn lịch sử lớp 10. Và với việc thực hiện nhiệm vụ này thì chúng tôi đã lựa chọn sắp xếp tư liệu thành các chủ đề, các bài học để trong quá trình khai thác giáo viên tiết kiệm được thời gian cũng như là có thể khai thác được cái nguồn tư liệu một cách phong phú nhất. Thông qua cái nguồn tư liệu chúng tôi cung cấp thì giáo viên cũng có thể có những ý tưởng mới trong việc soạn giảng và cung cấp kiến thức cho các em học sinh. Đối với các em học sinh thì đây cũng là một trong những nguồn tham khảo để các em có thể tìm hiểu thêm về lịch sử, làm bài tập nhóm, làm bài tập thuyết trình và tự học, tự nghiên cứu đáp ứng cái yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới đề ra. Nhóm nghiên cứu cũng đã xây dựng cổng thông tin quản lý cơ sở dữ liệu số môn lịch sử lớp 10 có đầy đủ các chức năng. Hệ thống cho phép truy cập khai thác tài liệu số môn lịch sử lớp 10 và khai thác các nguồn tài liệu liên kết, tốc độ tìm kiếm thông tin nhanh và hiệu quả hơn so với tìm kiếm trên mạng. Hệ thống còn cho phép quản lý bản đọc, thống kê tài liệu, thống kê tài nguyên theo các tiêu chí khác nhau. Với giao diện, các chức năng duyệt và tìm kiếm dễ sử dụng giúp người dùng có thể khai thác tư liệu số một cách hiệu quả nhất. Trong những năm học vừa qua, thì cái việc nghiên cứu khoa học của nhà trường được học sinh và cán bộ giáo viên rất là quan tâm. Chúng tôi hy vọng rằng đề tài này sẽ được ứng dụng không chỉ ở trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp mà còn được ứng dụng ở các trường trung học phổ thông khác trên toàn tỉnh và trên cả nước. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng với cái đề án 06 đã được đưa vào thực hiện trong nhà trường thì ngày càng có nhiều hơn nữa các cái đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng và được giảng dạy để ngày càng hơn nữa nâng cao chất lượng. Kết quả của đề tài nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao giá trị khoa học của quá trình thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục của địa phương, phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc lựa chọn sắp xếp và lưu trữ tư liệu lịch sử một cách có hệ thống theo các bài học không những tạo nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông trong và ngoài tỉnh mà còn phục vụ cho việc xây dựng thư viện số trong thời gian tới, tiến tới phát triển giáo dục số một cách toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.